mụn hả? Bạn rửa mặt có đúng cách không? Dạ, đã có Biore ngừa mụn rồi mà. Nè, dùng Biore ngừa mụn sao? Nên sử dụng Biore ngăn ngừa và trị mụn mỗi ngày. Da mặt bạn sao rồi? Da mình láng mượt và sạch mụn. Sữa rửa mặt ngăn ngừa và trị mụn. Biore.